Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Xe Hyundai. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024, thì mình có một vài cái thông tin quan trọng về cái dòng xe tải 1,5 tấn, cụ thể đây là chiếc Hyundai H150. Sắp tới đây thì Hyundai người ta sẽ đổi cái mẫu H150 này qua cái mẫu mới mọi người ạ. Form nó sẽ mới và quan trọng đó là cái tiêu chuẩn khí thải nhá, nó phải đạt là Euro 5. Hiện tại thì cái xe H150 trên thị trường thì cái tiêu chuẩn khí thải của nó là Euro 4 mọi người nhá. Thì sắp tới đây thì do cái chính sách về bảo vệ môi trường ấy, thì tất cả những cái dòng xe chạy máy dầu này phải đạt tiêu chuẩn là Euro 5. Thì những cái xe Euro 4 như thế này hiện tại bên mình đang bán giá rất là tốt. Và mọi người biết không, khi cái xe Euro 5 nó ra ấy, thì nó sẽ cao hơn cái mẫu này khoảng độ 50 triệu. Đây là thông tin chính xác từ nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam mọi người nhá. Cho nên là hiện tại cái lô 2023 của bên mình đây đang là hàng hot mọi người ạ. Nếu như mọi người đang có nhu cầu về cái dòng xe tải H150 này mà đang đi tham khảo thì mọi người sẽ biết đó là hiện tại cái xe 2024, tức là 2024 nó vẫn là Euro 4 như thế này, thì nó số lượng trên thị trường nó rất ít và hiện tại nó cũng đã tăng giá rồi. Nó đang cao hơn cái 2023 của bên mình khoảng độ hơn 20 triệu mọi người nhá. Thì tháng vừa rồi mình cũng bàn giao được vài xe và cũng may cho những khách hàng đấy là người ta cũng nhanh nhẹn và chốt ngay. Thông tin này thật sự là chính xác của mọi người nhá. Sắp tới nó sẽ là form mới và máy mới, khả năng máy sẽ to hơn. Cụ thể như nào thì đợi một thời gian nữa khi mà nhà máy nó ra xe thì mình sẽ có thông tin chính xác cho mọi người. Đó. Thứ nhất là Euro 5 sắp ra, H150 Euro 5 sắp ra và giá cao hơn mẫu cũ này đó là 50 triệu mọi người nhá. Và hiện tại Vin 2024 như mẫu này Vin 2024 thì trên thị trường là gần như là hết xe rồi mọi người ạ. Đấy, số lượng xe không còn nhiều đâu. Như bên mình là đang còn một lô khoảng độ 20-30 xe. H150 này Vin 2023 giá đang rất tốt mọi người nhá. Giá này là giá thu hồi vốn thôi. Thời điểm trước thì có rất nhiều khách hàng cũng quan tâm cái Vin 2023 này. Thế nhưng mà do cái Vin 2024 giá nó cũng không cao hơn là mấy, cho nên là đa phần là mình đều bán 2024. Nhưng mà thời điểm này là 2024 nó hết hàng rồi mọi người ạ. Đó. Và giá nó cũng cao rồi, cao hơn khoảng độ 22 triệu. Thì nếu như mà bạn nào đang có nhu cầu cái xe Vin 2023 thì liên hệ với mình, có giá tốt cho mọi người nhá. Đấy, giá cực kỳ tốt, giá thu hồi vốn thôi. Đấy, thông tin này là chính xác 100% mọi người ạ. Khoảng độ 2 tháng đến 3 tháng nữa này nó sẽ có Euro 5. Đây, quay cho mọi người qua cái mẫu 2023 của bên mình. Đấy. Ngay khi có thông tin ngày hôm qua là mình cũng đang liên hệ với những khách hàng, những anh chị mà đang có nhu cầu về cái xe này mà đang phân vân ấy. Thì hôm nay cũng có 2-3 khách là hẹn xuống để chốt xe rồi. Đây, chủ yếu người ta xuống để người ta lấy những cái xe mà số khung số máy còn đẹp này. Bên mình có một lợi thế đó là khi mọi người mua xe thì có thể là mình hỗ trợ mọi người chọn số khung số máy. Bởi vì bên mình là đại lý tổng kho, số lượng xe rất nhiều, cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn nhá. Bác nào nhanh tay thì còn số khung số máy đẹp, còn nếu không thì đến khi mà nó hết rồi thì còn xe nào để chúng ta thôi thông cảm lấy xe đấy thôi, chứ không có sự lựa chọn nữa đâu. Đắt hơn 50 triệu thật sự là căng đấy. Bởi vì thật ra nhá, nếu như mà ai quan tâm về cái dòng H150 này từ lâu rồi thì mọi người sẽ biết đó là hiện tại cái giá xe này nó đang giảm đấy, chứ trước đây thì nó cũng không có giá này đâu mọi người ạ. Mình đang nói cao 50 triệu so với cái giá 2023, vì trước đây là xe cái mẫu này nó khi mọi người lăn bánh vào những thời điểm mà kinh tế thị trường nó ổn định thì một chiếc mui bạt nó lăn bánh bây giờ nó cũng thời đấy nó cũng phải 445 triệu rồi, đúng không ạ? Mà thời điểm này lăn bánh chỉ có 410 thôi, đấy là cũng rẻ hơn khoảng 30 triệu rồi. Cho nên là khi những cái mẫu xe mới ra, nó ra mắt thì cái giá niêm yết nó bao giờ cũng sẽ cao. Những cái xe mà còn tồn đây thì bán thanh lý nên nó mới có giá như vậy thôi. Mui bạt hôm trước mình đăng ký một xe về Phú Thọ thì chọn gói cho anh đấy là 415 triệu cả bảo hiểm thân vỏ nhá. Anh ấy rất ăn chơi, đó là anh mua trả thẳng nhưng mà anh mua bảo hiểm thân vỏ bởi vì gia đình anh đấy cũng không muốn lấy xe cũ. Nhẽ ra là anh ấy mua xe cũ ấy, nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu thì rồi anh ấy chốt xe mới cho yên tâm và mua hẳn 4 năm bảo hiểm thân vỏ đi lại cho nó yên tâm mọi người ạ. Bảo hiểm thân vỏ thì nó cũng như là cái bảo hiểm của người mình thôi. Đó.
đến lúc ốm đau mà không có bảo hiểm thì thực sự là rất là mệt mỏi mọi người ạ, tốn kém. Đó, xe bên mình màu trắng cũng còn vài xe thôi, màu xanh thì còn nhiều mọi người nhá. Đó, đây bãi xe bên này. Đấy, cho nên là bác nào có nhu cầu mà đang lăn tăn thì chốt sớm đi, không một vài hôm nữa thì nó hết xe thì chúng ta không còn cơ hội để mua cái xe này nữa đâu. Cũng có một vài khách hàng liên hệ hỏi mình đó là thế thì những cái xe ER4 này thì nếu nhà nước người ta yêu cầu Euro 5 rồi thì những xe này thì có dùng được không? Tất nhiên là dùng được rồi mọi người. Tức là yêu cầu mới của chính phủ đó là những cái xe lắp mới cơ. Lắp mới là bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 thì mới được cục đăng kiểm người ta cấp phép cho lưu hành mọi người nhá. Cho nên là những cái xe này là những xe mà đã được cấp hết rồi, đã qua cục đăng kiểm hết rồi, tức mọi người dùng bình thường cả, không vấn đề gì cả mọi người nhá. Chỉ những cái xe mà thời gian tới đây lắp ráp, muốn lắp ráp mới thì bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Còn Euro 4 là bỏ rồi mọi người ạ. Chỉ có những cái xe còn tồn đây thì chúng ta sử dụng bình thường thôi. Kể cả trên thị trường mọi người thấy có những chiếc xe tải đến thời kỳ bây giờ nó vẫn là Euro 2, Euro 3 thôi, nhưng mà vẫn được lưu hành bình thường mọi người nhá. Chỉ đối với những xe lắp mới thôi. Màu trắng với mình còn vài xe thôi. Nói chung là số khung số máy đẹp thời điểm trước thì mình cũng cho khách hàng người ta nhanh tay người ta mua hết trước rồi. Đây, số khung thì nó dập ở trên sassi này mọi người nhá. Đó. Đấy. Nếu như các bạn xem được video này mà có nhu cầu về cái dòng H150 này, cụ thể là muốn thùng gì thì liên hệ với mình. Đấy, cũng có rất nhiều khách hàng mua xe lần đầu thì cũng không hiểu, cứ nghĩ là xe nó có sẵn. Nhưng mọi người phải hiểu nhá, đối với xe tải thì cái xe từ nhà máy về nó sẽ là xe sassi như thế này, tức là chỉ có cabin và sassi thôi. Sau đó thì tùy theo nhu cầu của mỗi khách hàng là chúng ta cần công việc của chúng ta cần thùng lửng hay thùng mũi bạt hay thùng kín inox hay thùng đông lạnh thì bên mình sẽ đóng theo nhu cầu của mọi người. Đó. Thùng ở trong nhà máy thì đây như mọi người nhìn xem đây, hôm trước mình có vào trong nhà máy quay đây. Thùng thì đã có sẵn trong nhà máy rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần chốt thùng, sau đó đặt cọc cho bên mình thì bên mình sẽ mang cái xe sassi này vào trong nhà máy để gác thùng lên. Sau đó thì ra giấy tờ cho mọi người đi đăng ký đăng kiểm thôi. Nó cũng rất là nhanh thôi, từ 5 đến 7 ngày nhá mọi người nhá. Muộn lắm thì là 10 ngày là mọi người có thể có giấy tờ đi đăng ký rồi. Thùng thì có luôn gác lên, nhưng mà cái tại sao lại thời gian đấy tận 5-7 ngày? Vì mọi người phải hiểu là khi cái xe nó gác cái thùng lên thì chúng ta lại phải một lần nữa gửi thông tin cái xe này qua cục đăng kiểm để cấp lưu hành cho chúng ta. Ví dụ chúng ta đóng thùng mũi bạt thì cục đăng kiểm ra sẽ cấp cho mình một cái phiếu thùng, đó là cái xe này đã được gác thùng mũi bạt, thì sau đó chúng ta đi làm thủ tục đăng ký đăng kiểm thôi là có thể lưu hành được bình thường. Thời điểm trước thì cũng có nhiều trường hợp là bên mình đóng sẵn một vài xe, thế nhưng mà gần như là đóng sẵn xe nào là khách hàng cũng chốt và lấy luôn rồi đó. Cho nên là các bạn yên tâm, xe tải thì chúng ta cứ thong thả và đợi thêm một vài ngày thôi là sẽ có xe cho mọi người. Rồi ok, thì hôm nay đầu tháng thì mình cập nhật nhanh cho mọi người vài cái thông tin quan trọng về cái dòng xe tải H150 này. Nếu như mọi người có nhu cầu về cái dòng xe của H150 thì liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại là 0983 028 836. Tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.